Lại một ngày rảnh háng của anh Bảy. Hôm nay thanh niên bị vợ chửi và bị đuổi ra khỏi nhà vì quá tức giận nhưng không biết làm gì. Vậy nên ông cháu đã bỏ tiền ta để tậu một hộp đầu gà sống về để xả xì chết. Muốn biết lý do xả xì chết là gì thì mấy bạn nên xem hết video này nhé. Đầu tiên anh Bảy thả một chiếc đầu gà vào nồi luộc. Chắc các bạn vẫn còn nhớ anh Bảy nuôi rất nhiều tiểu cường chứ. Bốn cái chai nhỏ này có khoảng 1000 chú rán dễ thương. Vài lều trông mấy con rán bò lúc nhúc mà nom nom sởn gai ốc luôn á. Việc nuôi nhiều tiểu cường như vậy dẫn đến chuyện anh Bảy phải chi tiêu một khoản phí không nhỉ để mua thức ăn cho chúng. Và thức ăn ưa thích của bầy rán chính là đầu gà. Bảy trọ nhẹ nhàng đặt đầu gà sống lên mặt kính, một đầu đã chín phía đối diện, để xem rán thích ăn thịt sống hay thịt tái đây. Uầy, chưa gì thì hai chiếc đầu gà đã bị bao phủ, chắc chắn sẽ là bữa ăn tuyệt vời, bổ sung rất nhiều dinh dưỡng cho chúng chứ anh Bảy đã để chúng nhịn đói cả tuần nay rồi á. Mà nhìn kỹ thì nom nom cũng thấy mấy chú tiểu cường dễ thương thật á. Bạn nào muốn nuôi một em làm bét cưng thì mau bình luận là có xuống bên dưới, còn không muốn nuôi bình luận là không nhé a ha ha. Sau 8 tiếng chờ đợi mòn mỏi, anh Bảy phát hiện chiếc đầu gà luộc đã bị ngấu nghiến mất phân nửa, mùi thum thùm bốc ra nhức hết cái mũi luôn. Bên cạnh đó chiếc đầu gà sống lại trông khá nguyên vẹn, điều này chứng tỏ rán cũng giống anh Bảy, chúng thích ăn đồ chín hơn, cũng dễ hiểu thôi khi tiểu cường cũng là người phải không mấy bạn. Ở tình huống tiếp theo, sau khi cho các bạn xem hàng trăm chú tiểu cường dễ thương, anh Bảy quyết định sẽ đi ra đồng. Dạo này kinh tế khó khăn nên thanh niên phải tự vận động tay chân đi tìm kiếm thức ăn vậy. Đồ nghê trên tay anh đã có đủ, còn chần chờ gì nữa mà không vào việc luôn. Nghe nói ở con đập này có rất nhiều thủy quái luôn ấy, thử thả vợt góc này xem. Vâng, và sinh vật đầu tiên đã từ từ chui lưới. U là trời, thậm chí có hai chú cá coi đã bị anh Bảy tóm gọn. Con này quậy quá xá, vãi lồng đèn, nghe nói giá trị mỗi con tầm vài trăm củ. Kiểu này anh Bảy phát tài rồi mấy bạn. Thanh niên sẽ tiếp tục vớt xem vận may của mình tới đâu. Ái chà, lần này là một chú rùa nước ngọt, trông cái đầu nó rụt rè cũng cu te ấy chứ. Bé rùa cứ yên tâm, anh Bảy không cho mày lên chảo dầu đâu mà lo. What the hell, cái cụm của chú cá coi trắng này bự chà bá luôn kìa, có vẻ như nó đang mang trứng trong người. Không biết đoạn sông hớt cá ở đâu đây mà anh Bảy lụm được nhiều cá coi thế nhỉ. Nom nom tẹo nữa, phải xin địa chỉ mới được. Ngay bên dưới có vài em cá đang đu đưa kìa. Tiếp đó là chú cá coi vàng kim. Ông cháu này có màu sắc rất bắt mắt, dự giá trị cũng cao lắm đây. Sau vài phút lụm nhặt thì ngần này cá chính là thành quả của anh Bảy. Chưa bao giờ việc bắt cá dễ như bây giờ luôn. Đã thế năm em cá coi còn có giá trị cực kỳ cao nữa chứ. Lúc sau khi về nhà, anh Bảy đã bán 4 em cá coi thu về 2 tỷ đồng. Còn một em thì anh nấu thành món canh cá trà bặc, thơm ngon, mời bạn ăn nha. Anh Bảy không chờ được nữa, giờ anh ăn liền. Chà chà, mùi vị của 500 triệu đúng là quá tuyệt vời luôn. Anh Bảy mà cho nom nom ăn chắc nom nom không dám ỉa quá ha ha. Ở tình huống tiếp theo, hôm nay anh Bảy được vợ kêu ra chợ mua cá về ăn. Tuy nhiên trông cái con cá mập này giống vợ anh quá nên anh Bảy đã tự mua nó về nhà. Nó là một loài cá mập hổ với những sọc vằn trên cơ thể. Mặc dù có tiếng hung dữ nhưng thanh niên này khá hướng nội. Vãi chưởng, trông cái mặt thộn của nó kìa mấy bạn. Hay thật đấy, bé cá ngôi sao vàng có vẻ muốn đến chào hỏi người bạn mới. Cẩn thận không người bạn mới cho mày vào dạ dày luôn ấy. Kể ra thì mặt con cá sao vàng nhìn còn bựa hơn cá mập hổ nữa. Anh Bảy cho hai danh hài sống trong bể nước là tuyệt vời rồi ấy. Sau một lúc không động tĩnh thì cá mập hổ đã dần quen với môi trường nước, nó cũng quậy tứ tung luôn ấy. Anh Bảy cho mấy bạn xem cận cảnh cơ thể của nó nè. Trông vậy thôi chứ dài lắm nha. Ê khoan cái, thứ tựa lưa này là gì đây nhỉ? Bảy trọ đoán nó có thể là trứng mà cá mập hổ đẻ ra. Thanh niên sẽ đặt trứng vào trong hệ sinh thái, để nó phát triển tự nhiên là điều tốt nhất. Ê mà các bạn có thấy bé cá sao vàng này dễ thương không? Bạn nào muốn nuôi một em thì mau nhấn like video và comment xuống dưới phần bình luận đi nhé. Nom nom sẽ gửi về tận nhà cho mấy bạn luôn. Sang ngày hôm sau, anh Bảy đột nhiên phát hiện ngay trước cửa nhà có một tổ ong bự tổ chẳng. Vãi lồng đèn, nhìn cái tổ như quả bóng úp rổ vậy. Đã thế màu sắc cũng rất kỳ dị nữa. Vì không muốn bầy ong làm nguy hiểm đến anh và người nhà, Bảy trọ quyết định phải gỡ nó xuống, nhưng gỡ bằng cách nào thì anh chưa biết. Vãi nho, trông con ong bắp cày đang quan sát anh kìa, chỉ cần nhúc nhích cái là nó ra chích anh liền đấy. Sáng hôm sau anh Bảy qua kiểm tra lại thì thấy chiếc tổ khá im ắng, có khi biết anh Bảy làm phiền đến giấc ngủ nên bọn ong bắp cày cũng bỏ đi nơi khác rồi cũng nên. Tuy nhiên anh Bảy là người trọng tình nghĩa, anh coi bầy ong như bạn của mình vậy, cho nên buổi tối thanh niên đã chuẩn bị một loại bẫy ong siêu dính để lừa gạt bọn chúng. Hãy xem chú ong này, chỉ chạm vào thôi đã không thể thoát ra được rồi. Giờ bắt đầu vào việc thôi nào, Bảy trọ sẽ tạm để bẫy dính ở góc nhỏ này. Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán của anh, có rất nhiều ong đã bị mắc bẫy, có vẻ như mùi hương thơm từ bẫy đã khiến mấy chú ong tưởng rằng đó là mật hoa. Anh Bảy đi nước này đúng là cao tay quá mà ha ha. U là trời, từ bên trên nhìn xuống thì gần như cả tổ ong đã bị tóm gọn. Eo ơi, con ong bắp cày này bị dính chất dịch, người ngợm nhễ nhại ghê quá xá. Trước hết anh Bảy phải chùi qua lớp dính bằng giấy cái đã. Sau một tẹo thì bầy ong có thể đi lại rồi nè mấy bạn. Bảy trọ còn cho chúng đánh chén một bữa no say để tối nay còn đưa chúng lên chảo dầu chiên giòn a ha ha.
Ở tình huống tiếp theo, sau buổi sáng đi hớt cá thành công với nhiều loài cá khác nhau, bầy trọ đã định vị ra một con ao tù nhỏ bé. Tuy nhiên trong đây chắc chắn cũng có không ít những loài động vật thủy sinh khác nhau, chỉ đen cái là cái ao tù này lâu ngày chưa được ai dọn dẹp nên rêu bẩn ngập tràn trên bề mặt nước, còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay gào việc luôn nhỉ, để xem bé cá may mắn đầu tiên rơi vào chiếc vật thân yêu này là bé nào. U là trời, cái mùi rêu bùn trộn lẫn mà nó nhức hết cái mũi luôn á, có động đậy ở gần hốc đá. Sau một cú tạt dứt khoát thì hai chú cá vàng này là kẻ được chọn, thậm chí có 5 con ấy chứ. Vãi nhau thật, anh Bảy không nghĩ nơi này nhiều loài cá này như vậy, bởi cá vàng thường sống trong môi trường nước sạch. Ủa lại bỏ quên bé nữa này, anh Bảy phát hiện ra một em cá màu trắng đang lờ lờ mặt nước, chạy đi đâu con sâu, một bé cá mô ly nhỏ đã được thêm vào danh sách. Trời mé các bạn xem nè, con cá thần tiên này có màu đen cực huyền bí, thường thì nom nom thấy chúng có màu trắng tinh khiết, có lẽ do nằm ở vùng nước bẩn bựa lâu ngày nên cơ thể nó đã bị hắc hóa. Khoan cái, con lợn nào vừa lườn qua chân anh Bảy thế nhỉ? Thanh niên cảm nhận nó khá to luôn ấy, vãi xít luôn, thì ra lại là bọn cá vàng bơi trong chảo mỡ, à lộn bơi trong bể nước, khả năng sinh sản của chúng đáng nể quá, chắc cá vàng đang là chùm của ao tù này cũng nên ha ha, xen kẽ vào đó con Oscar này lạc loài mà màu sắc thì khỏi phải bàn luôn, một lần hớt được nhiều cá thế này làm anh Bảy phê tới tận nách luôn, thả hết mẩy ẻm vào xô đỏ nhé, mặc dù ao tù có mùi thúi nồng nặc, nhưng không thể cản bước được anh Bảy, con cá thần tiên trắng này chắc có họ hàng với chiếc thần tiên hắc ám vừa bẫy anh bắt rồi, anh sáng bóng tối đối nghịch luôn, u là trời, Bảy trọ hớt được chú cá cực kỳ mới lạ, nó có tên gọi là cờ lao loát, những vân sọc đen trên cơ thể siêu đẹp và ngầu lòi. Loài này anh Bảy chủ yếu thấy sống ở nước mặn chứ ít khi sống ở nơi bẩn bựa như này. Khi thả vô bể thì thực sự quá đã mắt luôn. Con Oscar bạch tạng này đã đứng im chịu trận để Bảy trọ hớt lên. Chắc nó cũng biết dù chạy lên trời cũng chẳng thể thoát khỏi chiếc vật thần kỳ của anh. Tiếp tục sục vật thôi nào, mùi bùn rêu thui quắc luôn á. U là trời, con cá thiên thần này có màu đen sọc trắng cực kỳ bắt mắt. Có vẻ nó là sản phẩm của hai con cá thiên thần trắng đen trước đó rồi. Trời mé mọi người trông khuôn mặt của chú cá vàng này nè. Bên má của nó phồng lên cute pho mai que thật luôn. Tiếp đó Bảy trọ lại lụm được cặp cá thiên thần nữa. Hôm nay đúng là chúng mánh rồi, may mắn quá xá. Thử nhấc chiếc quạt cổ kính 1000 năm tuổi này lên xem có gì không. U là trời, con bờ ly cô bạch tạng ngầu bá cháy bọ chét. Nó thuộc loài cá lao kính nhưng lại quý hiếm và đắt đỏ hơn rất nhiều so với loài cá lao kính thông thường. Con cờ lao loát vân báo này cũng vậy, Bảy trọ mà bán chúng chắc được vài tỷ cũng nên. Bạn nào muốn có một trong hai loài cá này thì mau chóng comment xuống dưới phần bình luận để nom nom kêu anh Bảy ship đến tận nhà các bạn nha. Thành quả buổi chiều hôm nay thật là đã cái nữ, rất nhiều loài cá độc là nhiều màu sắc, từ từ đã hình như có cá lớn trong đống bùn này. Vãi nhò luôn, có vẻ như thằng cu trước mắt chúng ta là cá chuối Bình Dương, nó có phần thân thon dài màu đen, trong miền Nam sẽ có tên là cá quả. Nghe nói thịt của loài cá chuối ngon lắm nhưng nom nom chưa bao giờ được nếm thử. Không biết bạn nào từng ăn qua chưa nhỉ? Trong xô đỏ đã rất nhiều cá, Bảy trọ sẽ tạm hoãn lại việc bắt cá. Anh sẽ mang thành phẩm của mình về để thả bể nước. Con cá chuối này ngầu quá xá luôn chứ. Nó là bé đầu tiên được thả vô. Ba chú cá Oscar cũng có một bể riêng nè. Hai chiếc cờ lao loát quý hiếm. Khoan cái, con cá lóc củ chuối nó nuốt chửng một em cá Oscar rồi mấy bạn. Thằng cu này láo toét quá mà. Anh Bảy sẽ thả em nó vô bể của cá chuối, còn tất cả mấy em cá vàng trong xô, Bảy trọ sẽ thả chúng ở bể nước ngoài trời. Cá thiên thần cũng rất là đẹp luôn ấy chứ. U là trời, cả đống cá vàng, chắc đợi đến thời điểm mà tụi nó lớn tầm vài cân anh Bảy sẽ đem lên chảo dầu chiên giòn từng đứa một. Sau khi làm xong nhiệm vụ thả cá vô bể, Bảy trọ lại lận đận đi tìm một vòi phun nước đã bị bỏ hoang. Anh Bảy thấy mấy sinh vật đang ngọ nguậy kìa, khi hớt lên thì có cả đống cá bảy màu nhảy lúc nhúc luôn, có vẻ bọn chúng đang sinh sản để làm bá chủ vòi phun nước này. Đó bên này nè, cực kỳ nhiều cá bảy màu. Thả hết vào xô đỏ, what the hell, con cá vàng trắng này sao lại lạc loài ở đây nhỉ? Dẫu sao sống giữa một bầy cá bảy màu chắc nó áp lực lắm ha ha. U là trời, ngoài hớt cá ra thì đống rêu xanh này có mùi thúi nhức cái mũi. Những loài cá trong đài phun nước cũng đủ các thể loại, thậm chí cả cá thiên thần cũng lọt vô đây. Chú cá lau kính này đen thùi lùi luôn, trời đã nhanh chóng sẩm tối. Anh Bảy sẽ quay lại với những cạm bẫy ở đầu video đã đặt. Ái chà chà, một chú cá Oscar bạch tạng vàng kim, bên cạnh đó con Akaza này cũng khá mũm mĩm ấy chứ. Cichlid báo đen, Cichlid xanh ngọc, thậm chí là một chú rùa Bình Dương cũng bị lạc vào cạm bẫy. Đây là loài rùa tai đỏ được liệt vào danh sách đỏ nên anh Bảy sẽ phải thả nó đi. Giờ thanh niên sẽ lại mang chúng về nhà để thả hết vô bể. Mấy con cá Oscar bạch tạng sẽ được thả ở bể lớn, bọn Cichlid và bảy màu sẽ thả ở bể nhỏ để chúng không bị làm thịt. Video về hành trình đánh bắt các sinh vật thủy sinh độc lạ đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Nom Nom trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Bye bye.